Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 16, lít vở bài tập nâng cao, môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 56 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người thì yêu cầu này, đúng thì ghi chữ đờ và sai thì chúng ta sẽ ghi chữ gì? Chữ S này. Đấy. Vậy thì ở đây, quan sát cái hình nhá. Rót nước từ bình vào đầy ca 1 lít. Đấy, từ cái bình như này, vào đầy ca 1 lít. Trong bình vẫn còn nước. Như vậy, bình đựng nhiều hơn 1 lít nước, đúng không? Đúng nè. Như vậy thì rõ ràng cái bình này này, nó phải nhiều hơn 1 lít nước khi chúng ta đã rót vào cái ca này rồi, đúng không? Vậy thì đây là câu gì? Câu đúng nè. Được chưa? Rồi, sang câu B. Bình đựng ít hơn 1 lít nước. Trong bình vẫn còn nước thì làm sao mà ít hơn được, đúng không? Đấy, như vậy câu này câu sai. Bình đựng 1 lít nước cũng lại là câu gì? Câu sai nữa nhá. Đấy. Rồi, bài số 2. Câu A. Viết cái số, viết vào chỗ chấm cho thích hợp theo mẫu này. Như vậy ở đây người ta đã viết này. Can, cái ca này thì 1 lít này, can thì 5 lít này, bình thì 2 lít này và xô đây là 15 lít. Đấy, vậy thì ta đã làm sẵn này. K 1 lít. Vậy thì can đây chúng ta ghi là gì? 5 lít. Được chưa? Rồi, cái K này mấy? 2 lít. Giống như các em đọc á, đọc đơn vị thôi. Và xô này bao nhiêu? 10. 10 gì? 15 lít. Được chưa nào? Rồi, đến câu B. Đổ nước vào đầy các đồ vật trên. Viết tên các đồ vật theo thứ tự đựng được nhiều nước nhất đến ít nước nhất. À, như vậy thì chúng ta nhìn vào số lượng đây nè. Nhiều nhất là cái gì? Xô. Tên đồ vật chúng ta phải viết là gì? Xô này. Xô này. Được chưa? Tiếp theo đến gì đây? Can. Từ nhiều cho đến ít, đúng không? Xô đến can. Đến gì? Bình. Đúng không? Bình à. Và đây là gì? Ca. Đấy. Ở trong 15 kem thì cũng gọi cái này là gì? Bình, đúng không? Bình trà luôn, đúng không? Đấy, nhưng mà đây là cái ca nhé. Rồi, bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Rót hết nước từ chai và bình được các cốc nước như hình vẽ. Tức là gì? Từ chai đây nè, rót hết. Từ bình này rót hết. Đấy thì chúng ta sẽ được cái số cốc nước như ở đây. Câu A này, lượng nước ở chai là bao nhiêu cốc? Em đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chai này rót được mấy? 5 cốc. Được chưa? Lượng nước ở bình chúng ta đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Như vậy ở bình thì lại được mấy? 10. Đó. Được chưa? Rồi, câu C. Lượng nước ở cả chai và bình. Đấy, chai là 5, bình là 10. Vậy thì 5 cộng với 10 là 10? 15 cốc. Rồi, lượng nước ở chai ít hơn ở bình là, thì các em sẽ lấy mấy? 10 trừ đi gì? Trừ đi 5 thì nó sẽ ít hơn gì? 5 cốc. Dễ dàng không? Quá dễ dàng. À, như vậy thì chúng ta đã xong được cái tiết số 1. Thôi chúng ta làm luôn tiết số 2 nhé. Không cần phải tách tiết ra nữa nhé. Rồi, tiết 2 nè. Người thì yêu cầu mình là gì? Tính. Như vậy ở đây mình có
5 lít cộng 7 lít thì bằng bao nhiêu lít? Đơn vị đây chắc chắn là gì? Lít này. 5 cộng 7 thôi, 10, 12. Quá dễ dàng đúng không? 9 cộng với 8, 10, 17 lít. 13 lít trừ 6 lít, 13 trừ 6 thì còn 7 lít. 16 lít trừ 9 lít, 16 trừ đi 9 thì bằng mấy? 7 lít. Xong chưa? Rồi, sang đây câu B. 14 lít cộng với 30 lít. Đấy, như vậy đây là cộng, các em có thể nhẩm này. 14 mà cộng với 30 thì các em sẽ được bao nhiêu? À, 40 mấy? 44 lít nè. Đấy, chúng ta có thể tự cộng nhé. Thầy sẽ cho đáp số luôn. 46 lít cộng 25 lít nè. Các em cộng hàng ngang này. 6 với 5, 11. Viết 1 nhớ, nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5. Vậy thì 5 cộng với 2 là 71 lít. 65 lít trừ 40 lít, 5 trừ đi 0 thì bằng 5. 6 trừ đi 4 bằng 2. Được chưa? 87 trừ 5 3, 7 trừ đi 3 bằng 4. 8 trừ đi 5 bằng 3. Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 1. Sang bài 2, điền cái số nào? Đây, chúng ta quan sát này. Hai cái xô này thì là bao nhiêu lít? 5 lít cộng với 10 lít là bao nhiêu? 10, 15 lít. Can 5 lít, bình 3 lít, ca 2 lít, 5 với 3 là 8, 8 với 2 là mấy? 10 lít. Rồi, quá dễ dàng nha. Câu B. Rót đầy can và ca từ xô chứa đầy nước. Đấy, rót đầy nè, can nè và ca này. Can này thì cái xô là 20 lít rót vào đây. Đấy thì các em quan sát này. 20 lít là cái xô, rót vào đây còn 10, vậy thì 20 trừ đi 10 thì đây còn mấy nhỉ? 10 lít. Rồi, tương tự nè, ta hỏi trong xô còn lại bao nhiêu? Ở đây hai cái ca, 3 với 3 là 6. 15 mà trừ đi 6 thì còn mấy? 9 lít đúng không? Đấy. Dễ như là ăn kẹo. Rồi, bài 3. Một thùng có 76 lít nước mắm, lấy ra 33 lít, hỏi còn lại bao nhiêu? Có khác cái này không các em? Không khác gì đúng không? Vậy thì giờ đây mình chỉ cần viết lời giải thôi. Trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm? Ta trả lời số. Các em viết nhỏ lại nha. Lít nước mắm. Ở đây chúng ta không có thể ghi là trong thùng còn lại được nữa nha, mà các em chỉ cần ghi ngắn gọn còn lại là. Đó thì người ta sẽ hiểu là lít nước mắm ở đâu? Trong thùng. 76 trừ 3, 33. Được chưa nào? Rồi các em đặt phép tính. 76 trừ 33, 76 này trừ 33 này. 6 trừ 3 thì bằng 3. 7 trừ đi 3 thì còn mấy? 4. Như vậy sẽ bằng 43. 43 gì gam? À, 43 lít. Và chúng ta ghi đáp số. Như vậy thì trong thùng còn lại là 43 lít. Rồi, bài tiếp theo, bài số 4. Có một cái can 5 lít và một can 2 lít. Một can 5, một can 2. Hỏi chỉ với hai can đó làm thế nào lấy được 3 lít nước từ bể nước? Có dễ dàng không các em? 5 lít nè. Can này 5 lít nè. Đấy. Can này mấy lít? 2 lít nè. Đấy thì giờ làm sao lấy được gì? Lấy được 3 lít. Thì đầu tiên hai cái can này này, thì đầu tiên này các em sẽ lấy cái gì? Lấy nước đẩy vào cái can 5 lít này này. Được chưa? Lấy nước vào đây nhá. Sau khi lấy nước vào đây, các em sẽ rót nước từ can 5 lít này này sang can 2 lít. Được không? Như vậy thì trong cái can 5 lít này sẽ còn lại mấy? 3 lít này.
Hiểu chưa? Hiểu cách làm chưa nào? Rồi, vậy thì giờ chúng ta sẽ viết cách làm ở đây. Cách làm này, lấy nước đầy đầy nè vào cái can nào, đầy vào can 5 lít. Đấy, lấy nước đầy vào đây, được chưa? Phải sau đó đầy vào cái can 5 lít rồi nha. Sau đó rót nước từ đâu? Từ can 5 lít. Đấy, nhớ nha, rót từ cái can 5 lít này. Đầy vào can gì? Can 2 lít. Đấy. Thì rót đầy vào can 2 lít rồi thì lúc này, hay là như vậy cũng được. Đấy. Như vậy thì, hay là lúc này cũng được nhá. Thì sau khi mà đã rót đầy vào can 2 lít rồi thì lúc này, lúc này đi cho nó dễ nhá. Lúc này trong cái can gì? Can 5 lít. Còn lại mấy? Còn lại 3 gì? 3 lít nước. Được chưa? Đấy, vậy thì đây là những cái bài toán rất là hay để nó luyện trí thông minh của các em. Và thì 3 lít nước đây chính là gì? Điều mà mình phải làm đó. Đấy, nó sẽ luyện cho các em những cái rất là hay nhá. Rồi, đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này cho các bạn.